Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình. Tiếp tục là những video nhận định cá bóng trước trận đấu. Video này thì mình sẽ nhận định trận đấu diễn ra cho câu lạc bộ Liverpool và câu lạc bộ Crystal Palace trong khuôn khổ Premier League vòng loại số 2. Trận đấu diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày 6 tháng 8 năm 2022 giờ Việt Nam, tức là vào rạng sáng thứ ba. Kèo chính của chúng ta trong trận đấu này là kèo cực cao với Liverpool chấp lên tới 2 trái, kèo tài xỉu đó là 3 trái tròn. Kèo sẽ nâng lên hạ xuống tùy tình hình biến động của trận đấu. Trước khi đi vào nhận định, anh em ủng hộ mình một like, một subscribe, bấm nút chuông đăng ký theo dõi kênh để đón chờ những cái video nhận định kế tiếp của mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Liverpool sẽ đón tiếp Crystal Palace tại sân nhà của mình, sân vận động Anfield. Và mùa giải trước thì chính trên sân vận động Anfield, Liverpool đánh bại 3-0 Crystal Palace. Và không biết rằng lịch sử có lặp lại không. Và trận đấu gần đây nhất thì hai đội đá giao hữu với nhau trong khuôn khổ giao hữu quốc tế, chuyến du đấu mùa hè. Liverpool đánh bại Crystal Palace với tỷ số là 2-0, hình như là tại Singapore thì vậy. Và thực sự thì thành tích trước giờ Crystal Palace chưa bao giờ đánh bại Liverpool trong những thời gian gần đây, và chắc có lẽ rằng sau này cũng thế thôi, bởi vì Liverpool và Crystal Palace là một cái đẳng cấp nó hoàn toàn khác nhau. Mùa giải Premier League 2022-2023 đã đi qua lượt trận đấu đầu tiên. Hôm vừa rồi thì Liverpool bất ngờ hòa với Fulham, một đội bóng đi từ đấu trường Championship mùa giải trước đi lên với tỷ số là 2-2. Và thật là đáng tiếc là Liverpool là đội phải gỡ hòa. Đấy, tỷ số là 1-0 cho Fulham, sau đó gỡ hòa 1-1 do Darwin Nunez, sau đó lại tiếp tục là 2-1, tiếp tục là Mohamed Salah lại gỡ 1-1 là 2-2. Và thật là bất ngờ khi mà kèo đó Liverpool chấp khá cao, và gần như là những người hâm mộ bóng đá Liverpool cũng như là anh em trong làng túc cầu mà theo Liverpool thì cũng gọi là rụng ngay trận đấu đầu tiên. Nói chung là ngoại hạng thì nó luôn là thế, gọi là cái tỷ lệ bịp bợm khá là cao, anh em phải cẩn thận trong tất cả các trận đấu. Đừng nghĩ rằng những ông nào lớn, ông nào vô địch Premier League mà có thể đá với ông vô địch Championship mà có thể ăn được. Đấy, điển hình như trận Liverpool với Fulham hôm vừa rồi. Bước tới trận đấu này, Liverpool đang có một phong độ có cho thấy đó là thành tích chưa được tốt lắm. 3 trận đấu chiến thắng, 2 trận đấu là thua, còn 1 trận hòa hôm gần nhất đó là Fulham trên tổng số 6 trận đấu. Crystal Palace đang có 2 thắng, 1 hòa và 3 thua trên tổng số 6 trận. Và hôm vừa rồi thì Crystal Palace cũng bị mất đi 3 điểm cho Arsenal với 2 bàn thắng. Sự khởi đầu của huấn luyện viên Mikel Arteta với pháo thủ cũng khá là tốt. Thời gian thi đấu giao hữu cũng như là đá Emirates Cup rồi trở lại đấu trường Premier League thì Arsenal đá cũng khá là ok. Liverpool hôm vừa rồi thì thực sự là khá là đáng tiếc. Trận Fulham nếu anh em xem này thì khá là thất vọng, trận Fulham này. Thật là bất ngờ khi mà trong giải hôm vừa đợt hôm 31 tháng 7 Liverpool đánh bại Man City với tỷ số 3-1. Đó, cái kèo này thì Man City là kèo trên, nhưng mà lại Liverpool ăn. Đấy, anh em nhiều khi anh em cứ nhận định như thế nào cứ đánh ngược lại với bạn lại ăn. Nên là mấy ông ngoại hạng ông làm tiền kinh lắm, bịp bợm kinh khủng luôn. Cứ ông nào kéo trên mà tính toán như thần ra sân đội hình A, đội hình B các kiểu, còn là điều cuối cùng ra vẫn thua. Đấy. Cho nên là kèo này thì cũng không thể chủ quan được, mặc dù Liverpool đá trên sân nhà. Đây, dự kiến đội hình ra quân của Liverpool thì chắc là giống với lại đội hình ra quân hôm Fulham hoặc là đá với lại Man City trước. Đội Darwin West vẫn là đá cao nhất, nhưng sau đó thì khả năng là phút 69-70 thì đó sẽ thay ông Roberto Firmino vào. Ngoài ra thì chúng ta có những tiền đạo Mohamed Salah, bên cánh trái có Luis Diaz. Sơ đồ chiến thuật 4-3-3. Bốn hậu vệ chúng ta có Alexander Arnold đã từng ghi bàn hôm trận Man City đúng không ta? Rồi. Joao Matip và Di Van Dijk đá thòng, Roberto Anderson. Trung vệ có Fabinho là chính giữa, có Alcantara và Jordan Henderson là chạy cánh phải. Sơ đồ chiến thuật cũng khá là ổn đấy, ổn áp ấy, nhưng mà không biết là trận đấu này mà có khả năng là hòa mà giống Fulham nữa rồi là vứt, không thể nào mà tin tưởng Liverpool được nữa. Luis Diaz vẫn thường xuyên thời gian gần đây khá được trọng dụng, ra sân gần như là full trận. Naby Keita lâu lắm là không được ra sân, gần là mất hình luôn rồi. Và Di Van Dijk thời gian gần đây thì chúng ta thấy rất là nhất nhiều các cái bài báo BIA về cái được gọi là trung vệ xuất sắc gần như nhất thế giới. Anh em nào tham khảo những cái bài báo có thấy là Vadim Van Dijk nói chung là họ đá khá là hoàn hảo ấy. Một trung vệ khá là hoàn hảo. Sơ như thế thôi, còn về đồng chí Crystal Palace thì chắc là khỏi cập nhật đi. Cái này chắc mình dự kiến rằng là Liverpool chấp 2 cũng khá là khoai, tỷ lệ nếu mà chúng ta phải có ăn 3 trái tròn chứ chiến thắng cách biệt 3-0 thì mới gọi là ăn thì cũng khó. Liverpool thì thường chỉ đâm khoảng 2 trái là căng thôi. Cái này chắc anh em mình tham khảo kèo xỉu để yên tâm hơn. Dự kiến kết quả trận đấu này là 2-0 cho Liverpool. Còn ý kiến anh em như thế nào để lại bình luận sau video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video kế tiếp.